cách để giữ một chiếc cây luôn đẹp hoàn hảo. Thứ nhất, cây cũng giống như là em bé cần được chăm sóc và dạy dỗ. Hãy cho nó ăn uống đầy đủ với nước và ánh sáng, chất dinh dưỡng tùy theo thể trạng của mỗi đứa. Thứ hai, cần giữ cho chúng luôn sạch sẽ, tươm tất bằng cách thường xuyên lau lá, nhặt rác lá già, cành khô cũ quanh gốc cây. Tiếp nữa này, quan sát, lắng nghe và thấu hiểu sẽ không bao giờ thừa. Cây cũng sẽ đưa ra những dấu hiệu khi chúng gặp vấn đề, từ thiếu nước, thừa nước, thiếu sáng, thừa sáng, thiếu chất, thừa chất hay các vấn đề về sâu bệnh khác. Nếu bạn không tự mình giải quyết được thì hãy tìm đến lời khuyên của các chuyên gia nhé. Bạn cần phải học cách yêu thương và chấp nhận nó. Cây sẽ phải có lá già, lá xấu, lá vàng, sẽ mọc theo hướng mà nó thích, đẻ thêm nhánh ở chỗ mà nó muốn. Cuối cùng thì thật ra theo kinh nghiệm của tớ, cây càng trồng lâu sẽ càng đẹp hơn. Nhìn em bé lớn lên và thay đổi từng ngày dưới bàn tay chăm sóc của mình mới là niềm vui chân chính. Vì vậy nên đừng quá lo lắng và đừng mong chúng mãi giống như lúc mới mang về nhà nha.